Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chàng trai công sở giảm gần 20kg chỉ trong một năm, xóa sạch bệnh tật. Ai trong chúng ta cũng đều biết đến những hệ quả không tốt cho sức khỏe của các chế độ ăn kiêng, nhịn ăn quá mức, chẳng hạn như gây sút cân quá nhanh, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, bất ngờ ngất, phá hủy sức khỏe của các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc ăn ít cũng gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là khi chúng ta nắm được triết lý đúng đắn. Trường hợp của chàng trai Nguyễn Minh Kha, 28 tuổi, Kon Tum, nhờ triết lý ăn ít để khỏe của chuyên gia người Nhật giảm gần 20kg trong một năm và đánh bay tất cả các bệnh tật là một ví dụ. Hình ảnh sau giảm cân trái và trước khi giảm cân phải. Trước năm 2018, anh có cân nặng là 86kg, bị viêm gan bi, men gan rất cao. Do tính chất công việc phải thường xuyên sử dụng rượu bia và tiệc tùng nên người lúc nào cũng trong cảm giác căng tức vì ăn nhiều, uống nhiều. Lúc đó, người mình căng cứng trong bộ đồng phục đi làm, nút áo như muốn trực chờ đứt chỉ và văng ra nền nhà, anh Kha chia sẻ. Với những ai quen biết anh Kha, hình ảnh anh trong chiếc áo sơ mi bụng chật cứng, tròn trịa đã không còn quá xa lạ. Duyên ông trời sắp xếp, sau khi kết hôn, vợ anh lại là người thích đọc sách. Trong một lần đi nhà sách và chờ vợ lựa chọn sách, anh Kha vô tình nhìn thấy cuốn Ăn ít để khỏe của chuyên gia người Nhật Joshin Ozinek Umo. Tiêu đề đọc vào là thấy phi lý và điên rồ, nhưng không hiểu sao mình lại bị cuốn vào. Lật ra đọc cho vui thôi, nhưng không ngờ mình tin và thực hiện theo cho tới bây giờ. Vậy là hành trình lột xác của anh bắt đầu từ đây, tháng 7 năm 2018. Các cuốn sách về triết lý ăn ít để khỏe của các chuyên gia người Nhật đã giúp anh hoàn toàn lột xác. Theo đó, thời gian đầu, anh chỉ bỏ bữa trưa, bữa sáng và tối vẫn ăn bình thường. Sau một tháng thử thách bỏ qua toàn bộ thói quen làm đi làm lại trong 25 năm là ăn bất chấp, sáng, trưa, xế chiều, tối, tối khuya, ăn thả ga nhậu nhẹt thả cửa. Chuyển sang bỏ bữa trưa, bỏ đi nhậu hẳn và tập ăn rau bỏ bớt ăn thịt, anh Kha thấy cơ thể nhẹ nhàng như chút đi cả cân mỡ, bụng không còn cảm giác căng tức, chạm vào như quả bóng bay. Sau đó anh cảm thấy có những hôm không ăn sáng thì bữa trưa qua rất dễ dàng. Thế là anh bắt đầu tìm đọc thêm các tài liệu tiếng Anh thì thấy nếu ăn buổi sáng thì chưa dễ đói. Đơn giản vì khi mình nạp đường vào cơ thể qua thực phẩm thì cơ thể sẽ đói và đòi hỏi ăn hơn. Khoảng thời gian đầu giảm cân, các bữa ăn của anh Kha vẫn còn chứa khá nhiều thịt. Do đó, anh Kha bắt đầu bỏ luôn bữa sáng và bữa trưa, chỉ ăn tối đúng theo tiêu chí của cuốn sách liên tục trong 2, 3 tháng tiếp theo, cơ thể anh đã quen dần. Người chưa gọn nhưng bụng bắt đầu xẹp dần, tinh thần dần ổn định. Bởi khi đó, cơ thể chỉ kiểm tra lại toàn bộ gen và khắc phục các lỗi trong cơ thể, chuyển hóa mỡ nội tạng thành năng lượng khi cơ thể đói hoặc lạnh. Lưu ý, phương pháp này chỉ nên áp dụng với dân văn phòng, chống chỉ định với người lao động chân tay và chơi thể thao. Lúc bắt đầu chuyển sang bỏ luôn buổi sáng, giai đoạn này rất khó, mình ám ảnh và thèm đồ ăn lắm, muốn ăn mọi thứ. Tuy không bị đau đầu nhưng thi thoảng lại có cảm giác chóng mặt, đầu óc mất tỉnh táo nhẹ, cảm giác như cai nghiện một thứ gì đó, phải có ý chí, niềm tin lớn lắm mới quyết tâm làm được, anh Kha chia sẻ. Bữa tối của anh trong những ngày đầu thực hiện chế độ ăn một bữa trên ngày không kiêng cữ quá nhiều, nhưng anh tuyệt đối bỏ đường, sữa động vật, nước và bánh kẹo ngọt. Còn thịt thì anh không bỏ ngay được mà số lượng các món thịt trong mỗi bữa ăn dần giảm xuống. Tỷ lệ thịt và rau từ 50-50 thành 40-60 rồi 30-70 và bây giờ có những bữa có thể lên tới 10-90-5-95 thậm chí là 0-100. Sự xuất hiện của những món thịt dần ít đi và nhường chỗ cho màu xanh của các món rau. Thế rồi, liên tục từ tháng thứ 4 tới tháng thứ 12 là chuỗi ngày cơ thể anh ốm dần đều, ốm nhất là lúc còn 65kg, giảm gần 20kg. Người gầy hẳn, tinh thần minh mẫn, lạc quan. Giữa năm 2019, khi đi khám lại gan, bác sĩ nói men gan của anh rất ổn. Pfizer's viêm gan bi vẫn còn nhưng kết quả tốt hơn lần khám trước khi giảm cân rất nhiều. Cuối 2019,
anh tiếp tục tham gia một đợt khám tổng quát, mọi chỉ số sức khỏe của anh đều rất tốt. Bác sĩ còn hỏi anh tại sao bị bệnh gan mà men gan ổn định quá, rất hiếm. Hiện nay, anh đang duy trì cân nặng ở mức 68kg, người, khỏe re. Hình ảnh trước, trái và sau, phải, khi giảm cân của anh khá khiến không ít người quen của anh phải bất ngờ. Khi được hỏi rằng liệu anh có duy trì chế độ ăn một bữa trên ngày theo triết lý của chuyên gia người Nhật lâu dài hay không, chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh Kha hăng hái trả lời, có chứ, nhất định là mình sẽ tiếp tục. Nguồn kênh 14. Ha ha ha, 问什么的说呵